Hello, xin chào anh em ha. Hôm nay mình có dắt vô một quyển album tiền quốc tế nha mọi người. Đây là loại một cuốn album này thì 21 tờ đó. 21 tờ tiền quốc tế nha mọi người. Cả album này thì mình bán 300.000 một quyển nha mọi người. Đó. Mình sẽ quay cao lên cho mọi người xem ha. 300.000 một quyển gồm 21 tờ. Đây, quyển album. Đó. Album này thì 21 tờ gồm nó tùm lum nước luôn nha mọi người. Mình nhét đại vô luôn á. 300.000 một quyển. Anh em nào đặt thì cứ liên hệ qua Zalo với mình ha. Mình nhắn cái địa chỉ cho mình thì mình gửi thôi ha. Ship thì bên mình vẫn lấy 30 nha mọi người. Đó. 21 tờ nha mọi người. Mỗi trang này gồm 3 tờ là 7 trang 21 tờ. Cái loại này thì anh em tặng lì xì gì đó, nói chung là tặng bạn bè thì cũng rất là ok nha mọi người. Mình thấy 21 tờ đó, anh em nào mua thì mình dắt vô đại thôi, chứ mình không có coi, thôi mình thấy tờ nào được đẹp thì mình dắt vô cho anh em ha. 21 tờ đó, nó nhiều nước lắm mọi người. Đây là Ấn Độ nè, Congo nè, này là tờ Lào nè, còn này là Nam Tư ha, đó là nhiều. Đây là Lào luôn ha, Zimbabwe nè, Zimbabwe nè đó, còn này là Brazil nè, Peru chứ mọi người, còn này Nigeria ha, còn hàng này thì Myanmar nè, rồi thằng này hình như là Indo nè, này là tờ một doanh của Trung Quốc ha, nhân tệ đó mọi người. Đó, tờ tiền có tờ mã đáo Hồng Kông ha. Đây là cái tờ này của thằng chữ này mình cũng không biết đường đọc luôn mọi người. Somali nè, đây là của Ấn Độ ha, tờ này của Ấn Độ đó. Cái quyển này gồm 21 tờ nè, đó, một album luôn nha mọi người. Mình bỏ vô album luôn, một cái cuốn album này gồm 300.000 một quyển. Rồi, video này mình anh em nào đặt thì cứ liên hệ qua Zalo với mình ha. Số điện thoại này, đó. 039 343 3343 nha mọi người. Rồi, xin chào tạm biệt anh em.